Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ngon Hồ Gươm. Không biết ở bên thành phố các bạn thế nào chứ bên tôi hiện nay đang mưa gió rất là lớn. Và hôm nay là ngày cuối tuần nữa. Tự nhiên tôi thèm ăn một cái món gì mà nấu thật là nhanh mà lại có bún nước đấy. Mở tủ lạnh ra sẵn có sườn đây và một số nguyên liệu khác. Tôi làm luôn món bún sườn. Mua sườn về, các bạn rửa sạch, chặt khúc như thế này. Cần chuẩn bị một xoong nước, chúng ta trần qua sườn. Các bạn cho một thìa canh muối, chúng ta cho sườn vào để trần qua. Để món bún sườn này được ngon, đó là bước không thể thiếu được. Khi sườn đã sôi trở lại là các bạn có thể lấy ra xả nước thật nhiều lần cho thật sạch. Là tôi tắt bếp để mang đi xả. Sau khi sườn đã trần và được rửa sạch, các bạn chuẩn bị nước để chúng ta nấu sườn. Hôm nay chỗ sườn này tôi chuẩn bị là 1,5 kg, nước là 4 lít. Các bạn cho 1 đến 2 củ hành tây nấu cùng với sườn. 2 thìa canh hạt nêm gà. 1 thìa canh muối. Chờ cho nước sôi lại, các bạn hạ nhỏ lửa và hớt bọt. Chỉ khoảng từ 20 đến 30 phút là sườn đã mềm rồi. Cho nên cái món này tôi nói là rất là nhanh. Mọi người cứ đặt tên cho các cái món ăn rất là nhanh mà gọn như thế này gọi là món ăn dã chiến. Các bạn đậy vung nhé. Trong khi chờ đợi sườn được, chúng ta chuẩn bị cà chua. Cà chua các bạn cắt múi cao. Đây gọi là múi cao này các bạn. Nước đã sôi, tôi hạ lửa. Các bạn hớt bọt. Nấu sườn hay nấu xương này các bạn thỉnh thoảng phải hớt bọt. Càng đun lửa lớn thì bọt càng nhiều. Cho nên khi nấu các cái món có liên quan đến xương với thịt này, các bạn đun nhỏ lửa. Sau khi hớt bọt, các bạn đậy vung lại và đun nhỏ lửa thôi. Món bún sườn, cái rau để ăn kèm vào cũng rất là đơn giản. Đó là chỉ có hành và ngò rí, cái rau húng ở miền Bắc gọi là rau thơm đấy. Nước chấm ăn kèm với cái món bún sườn này cũng rất là đơn giản. Các bạn có thể ăn nước mắm chua ngọt hay là nước tương gia vị, chút ớt, tỏi. Đó. Sau khi sườn đã nấu được 15 phút, tôi nếm thấy còn hơi dai một chút thôi. Bây giờ các bạn tiếp tục cho thêm một số nguyên liệu vào. Các bạn đừng cho ngay cà chua vào lúc đầu, đun lâu quá nó nát hết cà chua. Sát đến giờ ăn rồi các bạn mới cho cà chua. Tôi bật lửa lớn lên một chút. Cái món bún sườn này cần hơi rôn rốt chua. Các bạn chuẩn bị me chua hay là quả tai chua hay là cái gì làm cho chua cũng được. Hôm nay tôi sử dụng bột me. Tôi cho nửa thìa cà phê bột me. Cái me chua này tùy theo cái sở thích của các bạn. Bây giờ tôi nếm thử xem các cái vị của nó đã đủ chưa. Vẫn thiếu chua các bạn. Tôi phải cho thêm chua nữa. Tôi cho thêm nửa thìa cà phê. Tùy các bạn nhé. Mình thích chua nhiều thì cho nhiều. Thế là hai lần tôi cho tất cả là một thìa cà phê bột men.
Đây là giò sống các bạn. Như chia sẻ lúc ban đầu là hôm nay trời mưa cho nên làm biếng đi chợ. Có gì trong tủ lạnh là nấu đó. Đây là sẵn có trong nhà, tôi cho thêm mà thôi. Các bạn không cho cũng được. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn vào bếp thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại.